nó đem có sao Đồng Tháp cho mấy chị có hả bà? Này có cá không chị? Nước vậy là có cá không? Ồ, à nước lớn nó ngập á hả? Dạ. Dạ. Bà nay được mấy tuổi rồi bà? 74 tuổi. Ừ. Vậy mình làm này công hay sao bà? Đây lúa nhà của tôi à. À. Đây là chủ hả? À, tôi là chủ à. À. Đây. Các bạn, giờ người ta dùng máy mà giờ bà đã 70 mấy tuổi mà bà còn đi cắt lúa. Nó chủ à. Thấy chưa? Đó. Con đâu biết, con tưởng dàn công mà. Kêu mấy bà là cùng cắt. Dạ mình tính tiếng hay sao bà? Thấy ở dưới kia mà không đi xuống đây là hình như là 25 ngàn. Vậy là cháu ở đâu vậy? Dạ con ở Tân Hào nè. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ thì muốn bắt đó hả? Mấy tiếng ngồi đi ăn mấy tiền mấy tiếng bả sen. Dạ dạ. Bà nấu cái gì? Tiền công việc, công việc mình làm mà. Đang nhà nông mừ. Dạ. Đâu có người dân ăn đám cưới ha, đám gì đẹp. Ăn đám cưới là mặc đồ khác nè. Ờ, bởi vậy dám. Thấy lâu lâu mới được chinh diện một lần chứ. Ừ, bởi vậy đi ăn có à, đi ăn đám mà. Đâu có sợ tốt đẹp gì. Dạ. Cái bụng mình tốt là được rồi. Ừ, có kinh tế rồi. Dạ. Nói các bạn thấy chưa? 74 tuổi. Cái năm qua năm mà tôi cắt lúa cho bà hai mạnh bên kia nè. Dạ. Có ông đi lên lộn muốn xuống chụp hình quay phim tới trời ơi. Dạ có muốn ghé quay phim cái gì? Tôi quay ra nhìn đi qua Mỹ. Ủa vậy ta? Vậy anh ta đi Mỹ hả? Tôi qua tới Mỹ rồi phải không? Tôi qua tới Mỹ rồi hả? Lúc đó tôi cười. Nhưng mà nông mà nghèo thì còn ăn. Ở không lấy gì ăn. Dạ, cái này là mình làm sao mình để cho nó khô. Vậy là mai mình mới bó hả bà? Thì cơm lên lộn khô mới bó. Dạ. Này đi. Vậy nước mình... ngập nước ở đó nó vô ra trong á. Dạ, ủa cái này mình đặt hai mình máy mà máy ha bà. Giờ tuốt còn máy ha. Tuốt máy không à. Hồi xưa mình giờ xuống nước mà chứa cô cháu ơi. Trời đó nhớ nhớ về là có lơ lúa đâu, có xua máy xua cò chưa, đạp rau cò kẹt thấy bà nội luôn. Dạ. Hồi xưa thấy có cây chim á, bó vô cái nơ vô xong rồi đập. Nơ rồi đập. Dạ. Đồng sắp. Đúng rồi. Thôi em ơi đứng lại luôn nội. Ôi. Cái này nó ở Tân Hào con Mỹ đâu mà Mỹ. Em ở Tân Hào. Ở Tân Hào con Mỹ đâu mà Mỹ. Dạ. Em ở đây mà, em sống đây mà chị. Đâu có ở Tân Hào con Mỹ đâu mà Mỹ. Em Mỹ Tho. Mỹ Tho Mỹ Lòng mình nó gần nè chị ơi. Ừ, Mỹ Tho Mỹ Lòng. Dạ. Ở đây nó tên thấy nước vậy tưởng có cá hỏi cái chân câu gì đây. Con thấy người ta hay về nè, hay bắt cá nữa. À, câu đó. Dạ. Xong về ăn cơm ha, ăn cơm đây luôn chị. Chứ hồi đó em thấy là đem theo cơm luôn á. Dạ. Đợt đó em cũng xuống đây quay của chị Lý nè, Lý bán rau ngoài chợ mình á. Chị có miếng ruộng ở dưới đây nè. Dạ em làm bên gửi lên YouTube á. Yeah. À, YouTube á. YouTube nói YouTube.
À, YouTube, chứ đừng nói YouTube, nghe YouTube không biết là lâu không? Không chị? Năm người cắt và một người ôm lúa lên để lên trên nó khô rồi các bạn. Nước. Dạ. Giờ mình đem còn thủ công á, chứ em thấy là máy làm không à? Dạ 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 đúng rồi. Các bạn thấy không? Nghề trong nghề là có khác phải không? Tay tay. Nói mà tay vẫn làm. Đưa cho mình là nói là cái tay không có làm nha các bạn. Mình nổ này chừng mấy tiếng thôi, nó buổi sáng không cô? Mình làm gì buổi sáng không, không buổi trưa luôn. Cũng nhanh quá hả? Hàng mới chắc hồi 10 giờ nữa không? Ừ, quá nhiều phải không? Mới đi 2 clip à? Clip này clip thứ 2 rồi. Không phải. Mình clip thứ 2 phải không chị? À, 1 clip, 2 clip rồi. 5 clip chắc xong. Vô cắt rồi. Có đĩa là nãy em phóng rồi. Là không có dám mở tôi ấn đĩa luôn. Thôi nói gì đĩa là tôi sợ nhất. Ờ, mình ở đây có sao Đồng Tháp sao mấy kia có hả bà? Hồi đó đây cũng có thì cái sinh cái đó. Dạ. Trời đi lại trong quán tôi đi đâu đĩa không chợ. Hồi xưa mình cũng có hả bà? Ờ, có nhóc luôn. Dạ. Còn bây giờ thì dạ, hết rồi. Có nó khỏe đó. Dạ. Con thấy mấy miền kia thì còn nhiều lắm. Ờ, miền khác rồi nhiều. Dạ. Lớp quán nghe nó trong quán gì bán mua gì đó. Dạ. Em lấy nó phá đài mình lại đem về nuôi cái đống gió rồi nó gì thấy đâu. Nó buôn bán. Ốc pháp á đem về đây giờ mình ăn lúa chết luôn. Ốc bu vàng á. Ừ. Dạ. Con thấy mình làm vậy nè xong cái nhầm người ta đi mót lại á bà. Ờ. Có lúa đi sót. Dạ. Đâu. Làm gì không sót. Dạ. Hồi đó con thi thấy là xong rồi á cái người ta lại mót.
Ủa này nước ngập hay gì vậy chị hả mưa? Dạ. Mùa nước lũ. Đó các bạn thấy chưa? Ủa mình làm vậy là mấy ngày sao mình mới đem vô chị? Nơ vô vậy nè. Vậy là qua bữa sau bó hả chị? Mày bó. Xa xa là mấy cô nơ lúa lên để lên phơi khô. Khô gì nè các bạn. Kêu mình đó coi bà thì mình phải đi mình tranh thủ mình đi chứ mình đâu đợi người ta hả. Dạ. Người ta bự người ta biểu mình đi đi thi đi quay đầu này kia vậy. Dạ. Đen đen gì người ta mới thích. Lúa chín là phải cắt. Dạ con xin phép bà con về. Dạ. Máy bay hẹn bà gặp lại. Dạ. Chào bà. Thank you.